chào tất cả mọi người nha. Nay gia đình mình ngày cuối tuần có nướng lá lốt, nướng cua, nướng ốc, là những cái món dân dã miền Tây các bạn. Đây các bạn, lá lốt các bạn, ốc các bạn, cua đồng, ốc đồng. Giờ nó đen quá. Này, đây là món lá lốt các bạn ơi, ốc, cua. À. Mũi chích. Bây giờ cũng tối rồi các bạn. Mà vừa nướng mà mũi vừa chích, mình vừa đập con mũi luôn các bạn. Thịt ngon mà ơi, thơm quá thơm luôn. Mình đang nướng ốc bu. Ốc mình nướng ốc bu mà giờ mũi nó bu mình luôn à. Mũi thơm kìa. Thơm quá. Ngon chưa, ốc này các bạn. Ốc tự nhiên luôn á, cua cua tự nhiên các bạn. Đang còn con cua càng bự lắm nè. Có một con cua bự chập bá luôn. Chập bá luôn, dần dần dện luôn. Yeah. Còn nã là nó bự nha mấy bạn. Còn con nó chập bá luôn á, hú hồn luôn á. Hú hồn mà. Làm cái ai cũng hồn quá nè. Dạ chín rồi bảy ơi. Wow, thơm quá. Ốc cũng sôi luôn rồi. Đừng cứ lật úp xuống vô nó nhuyễn nước. Một lửa nó mỏ lên cho nó sôi nước đó. Nó sôi nước tự nó chín. Rồi. Rồi. Không. Ba. Lâu không? Lâu. Wow. Ủa, vậy chín không? Ốc nó còn sôi rồi ba ơi. Ốc mình nướng cái mở cái màn ra mà nướng một xíu khoảng 50 phút gì là chín các bạn. Ốc nướng chấm muối tiêu chanh, cua đồng chấm muối tiêu chanh, lá lốt chấm tương ớt cay chua chua cay, còn cái gì nữa bạn ơi, thứ nào mà chịu nổi. Một mẻ ốc cua đồng. Tôi bỏ cái cua vô luôn tôi. Cua chỗ đầu bỏ. Cua đầu chín hơn ốc á. Ốc ở đầu bây giờ hiện tại là đang bắt đầu hở miệng nha các bạn. Nó ốc mà nướng hở miệng nha, mình nướng khoảng 5 phút nữa đó các bạn sẽ chín. Thì nó mở mai ra. Mình chấm muối tiêu chanh thôi, còn cái thứ gì bạn các bạn. Bạn thấy giờ mình vừa nướng mà mình vừa nước cao mà các bạn. Rồi trở lại các bạn, giờ cái phần ốc này, cua này các bạn cũng đã rất là sôi rồi. Đó. Thì các bạn bây giờ ốc nó bắt đầu mở miệng, mở mài ra hết rồi các bạn. Rất là ngon. Nhiễm dầu cái này. Wow, thứ nào chịu nổi trời ơi, thứ nào chịu nổi ta ơi, thơm quá, khó bóc lên càng thơm. Bạn ốc nào sôi các bạn ơi. Rất là ngon, ốc này ốc tự nhiên luôn các bạn. Nướng lát mình nắm chấm nước mắm hạt chua cay, hạt mình chấm muối tiêu chanh vẫn là ngon các bạn, rất là hấp dẫn trong ngày cuối tuần. Mình hấp dẫn các bạn, mình nhìn được chịu không nổi luôn nè. Thứ nào chịu nổi các bạn, mình ăn vô một cái chấm muối tiêu chanh chua mặn mặn thôi rồi các bạn, còn cái gì mà chịu nổi đâu các bạn ơi. Wow, hấp dẫn các bạn ơi, ốc này sôi các bạn ơi, sắp chín rồi các bạn ơi. Đợi cua lại. Wow, cua ăn cua đồng tự nhiên. Ở dưới quê mình có cái đặc thù là mình ăn đồ tự nhiên nhiều các bạn. Ăn đồ tự nhiên nhiều nên cái thịt, những con cá, con ốc, con tôm, con cua ăn vô rất là ngọt các bạn. Nó gì là gì, nó sống tự nhiên. Giáo nước chưa? Giáo rồi.
chút xíu nữa. Sôi giáo rồi nè, sôi đều hết rồi. Sôi đều hết rồi. Cua này bọp là muốn chín rồi nè. Có hấp dẫn con ốc. Ôi da, nóng. À, ngon quá. Mình cho đợi nó sôi lên rồi giá nó nước trong ốc nó sắc lại là mình có thể ăn được rồi. Có thể là có nước trong ốc nó sắc lại rồi con ốc nó chín rồi các bạn. Nước nó sắc lại rồi chỉ còn xíu nước trong con ốc là bắt đầu là cái ốc chín các bạn. Đủ than rồi. Đây, cái sắc băng im các bạn, rất là đẹp. Đây là cái rượu đủ nhà nè. Ừ, các bạn, đây là diễn viên chính trong các bộ phim mình mới xuất hành các bạn. Những gương mặt này các bạn quen không? Đây là mình hay đi thu lưu những do chú mèo nè các bạn. Mèo này hạ sinh được 4 đứa nhưng mà nhà mình người hát sinh nhưng mà mình cho được 2 đứa là còn 2 đứa ở lại cùng với mẹ nó. Tiếp luôn mày ơi đây đó, dùng gương mặt thân quen các bạn. Nếu các bạn thấy mèo mình như sức hay các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ các bạn. Đây các bạn, mơ ốc quá ngon. Sắp chín rồi các bạn ơi, còn thứ nhìn lát mình các bạn mình sẽ dùng bữa tối những món này. Mà các bạn nào mà bụng yếu nên không nên bữa tối nữa ăn cái món này không được các bạn ha. Bây giờ trong quá trình nãy giờ mình nướng ốc, bây giờ ốc đã chín rồi các bạn, mình sẽ gấp ra, mình sẽ dùng đi với anh em trong gia đình họp tụ về bữa chủ nhật các bạn. Bạn trong quá trình nãy giờ mình nướng ốc các bạn rất là ngon các bạn, mình sẽ gấp cho dễ rồi, ốc đã chín rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ làm một cái muối tiêu chanh, mình sẽ để đây. Đây các bạn, chanh. Đây là cái có xì tiêu về mình, cái chanh các bạn. Mình sẽ bỏ miếng muối vô. Rồi, mình bỏ vừa muối cho ăn món ốc thôi các bạn. Đây, thì mình sẽ xì muối tiêu. Đây là tiêu bạn, mình quay vừa có tiêu của các bạn. Mình sẽ bỏ vô chén các bạn. Rồi mình sẽ sắc cái chanh nữa. Sắc miếng chanh mình nặng vừa gọi là miếng chanh. Chanh nữa các bạn. Chào mọi người nha, bây giờ nãy giờ mình làm mình nướng cũng cực khổ, bây giờ tới giây phút quan trọng nhất là mình thưởng thức cái món ốc. Bạn ốc tiền giá các bạn. Các bạn cùng với mình thưởng thức món ăn các bạn. Rồi. Đây là chén muối tiêu. Mình sẽ nặng chanh vô. Mình nặng canh vô để mình thức cho món ốc. Bạn mình sẽ nặng canh vô. Rồi, mình và gia đình mình sẽ dùng món ốc này. Bài qua đây liền. Tập các bạn, tập để sẽ ốc bên nào bên có á. Xin chào cả nhà nha. Mình ăn ốc nha. Ăn ốc đêm các bạn. Thay vì mình đi quán mình ăn ốc đêm, bây giờ ở nhà mình mấy anh em mình tự bắt về mình tự ăn tiêu ra trong nhà các bạn. Ốc nướng thì nó mất tiêu rồi. Ốc đồng thì bắt ngon. Các bạn dùng ốc của mình các bạn. Ốc đồng dài ngon. Bỏ đi lát mình về lát dọn. Không các bạn. Ngon. Cái thứ nào chịu đó các bạn. Ngon quá. Quá thích dai như ta mùa. Dai ngon hết. Nãy là ăn được rồi. Càng miếng dao rồi kìa. Càng miếng dao nữa.
quá ngon bạn ơi. Sâu quá hả? Chết rồi. Thằng kia miếng lá rầu. Có hồn chưa? Có cua đồng các bạn ơi. Về vùng quê mình ăn cái đồ tự nhiên nhiều lắm các bạn. Khô eo hả? Nướng bội mà. Nướng bội ngon hơn. Nướng bội ngon hơn là muốn nướng muối ớt. Nướng mỡ hành. Mỗi người ăn thơm hơn. Dính như mày nó chết rồi nó sống. Dính như mày. Có mình nướng nó nghe mùi đâu. Thơm mà. Ngon các bạn. Hôm nay sao không chưa trọng cứng vậy? Ừ. Hấp nướng ngồi mà. Trời ơi, không ra rồi hả? Ờ. Không ra, kìa. Không ra. Cắn đứt ốc mà không cứng ra được hả? Mày để tâm rồi. Quá, cái ốc nướng ngon quá. Không quá trời. Không quá. Chào bạn nha, hẹn các bạn tiếp.